Ngày 19 tháng 11, bão mang theo gió mạnh đã ảnh hưởng một số khu vực ở vùng Siberia của Nga, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Quan chức thành phố Novokuznetsk cho biết, bão mạnh khiến cây đổ đè lên một xe ô tô làm 2 người thiệt mạng và 2 người khác phải nhập viện. Thị trưởng thành phố này đã ban bố tình trạng khẩn cấp sau khi gió mạnh làm gián đoạn mạng lưới điện và hư hỏng nhiều tòa nhà. Các trường học và nhà trẻ trong thành phố sẽ đóng cửa trong ngày 20 tháng 11. Tương tự, thành phố Varna ven biển Đen của Bulgaria và 2 thành phố lân cận đã ban bố tình trạng khẩn cấp vì thời tiết xấu. Thông báo từ cảnh sát nêu, gió mạnh khiến cây gãy đổ đè chết một người ở Varna và khiến 2 nhân viên cứu hộ bị thương. Ở vùng ngoại ô Sofia, cây đổ đè vào xe ô tô khiến một người tử vong và một người bị thương nghiêm trọng. Mạng lưới điện đã bị gián đoạn ở cả 5 quận trong thành phố Varna. Hàng tấn thân và cành cây đổ gãy chắn ngang nhiều tuyến đường và đường ray làm gián đoạn giao thông. Sân bay Varna vẫn hoạt động nhưng một số chuyến bay đã bị hoãn hoặc hủy. Nhiều tuyến đường chính ở vùng đông bắc Bulgaria cũng tê liệt vì băng tuyết khiến các phương tiện bị mắc kẹt, không thể di chuyển. Cơ quan thời tiết quốc gia Bulgaria đã ban hành cảnh báo mức cam về gió mạnh nguy hiểm tại toàn bộ miền đông Bulgaria trong ngày 19 tháng 11. Cảnh báo gió giật có thể lên 100 đến 125 km/h, gây ra các cột sóng có thể cao tới 5 mét ven biển Đen. Trong khi đó, ở Romania, gió mạnh quét qua vùng đông nam khiến nhiều cảng ở biển Đen không thể hoạt động. Cơ quan thời tiết của nước này ban hành mức cảnh báo đỏ cao nhất về mưa lớn và gió mạnh ở hai vùng giáp biển Đen, gần biên giới Bulgaria. Các cơ quan khẩn cấp gửi tin nhắn khuyến nghị người dân tránh ra ngoài. Hàng nghìn hộ gia đình mất điện, các lực lượng đã dọn dẹp 140 thân cây gãy đổ, 40 xe ô tô bị hư hại. Cùng ngày, công ty đường sắt nhà nước Kenya thông báo các dịch vụ chở hàng đến và đi từ thành phố cảng Mombasa gián đoạn vì mưa lớn và lở đất xảy ra dọc vùng duyên hải đất nước. Trong những tuần gần đây, vùng sừng châu Phi đã hứng chịu mưa lớn và lũ quét do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino khiến hàng chục người thiệt mạng, trong đó có ít nhất 46 người ở Kenya.